quay được mấy cân hả cô? Cái người à, xong hấp một lúc cá chín rồi các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái ông số vlog của mình. Hôm nay mình sẽ làm món cá hấp. Bây giờ mình sẽ đi bắt cá, mua cá các bạn. Cổ. Hôm nay anh em chúng tôi đi bắt cá rồi ạ. À, kìa con trắm kìa. Quay được mấy cân hả cô? Cô bảo mấy bao rồi? À. Không biết em bảo 5 cân mà. 5 cân? Vâng. Em bên điện đây nhỏ rồi, 5 cân. 5 cân có khi... Đây, đây, nói rồi. Có khi phải... Được... Này mai to hơn. Xì. Ây, to các bạn. Cái bao nó lao thủng. Ừ. Dây. Tôi cho làm cái chậu này. Cân là để chưa được 4 cân này, 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi. Hấp rồi, hấp mà hấp bia. Duy sẽ đi sơ chế các bạn, làm cho nó sạch sẽ rồi nhấp ạ. Không. Cá vẫn còn dây à. Này nó lâu nó không mồm. Chậu to rồi. Cá hồ đấy. Ôi hồi, ngon thơm thế. Cá này chắc phải tầm chục người ăn đấy. Chục người ăn là không hết chưa. Riêng xả gừng vào trong bụng nó các bạn. Đấy, cái thái không này. Thì là không phải muốn phải băm đâu. Cho thì biết được không? Anh cho em nắm cho nhiều bụng à. Hành sau mà nó nát ấy. Đây bụng à. Cho vào bụng để cho nó ngon các bạn. Hết. Thế đâu? Thì bỏ xung quanh, thì ướp. Bất cả quả ở đây hấp. Bỏ đôi ra. Để có quả tí đấy, cà chua ăn ngọt. Chua để bỏ đôi ra chứ nó ăn đấy. Quả, cho vào cái nồi hết to các bạn. Cắt ra anh, cắt ra. Cắt đôi ra. Rồi. Ô ăn cà chua. Dạ. Này xong chưa? Chúng tôi sẽ mang đi hấp các bạn. Sẽ cho bia vào. Hành thì làm thì quay cho sau ấy. Đổ bia vào là cho bia. Tưới đều lên người đó. Đó, được anh đừng tưới, à, đừng tưới lên người. Đã dạ. Tồi hết một cành. Lại bôi lẻo. Một lúc mà cho nước vào không hết. Đi lúc cho nước vào. Để cho nó bay hết. Tôi đã chất kia là chỗ hấp cá các bạn. Đang đun lửa cháy rất là to.
nó khoảng 30 phút cá sẽ, chắc 30 phút cá nó sẽ chín. Bia nó bồi thật. Đợi một chút nữa sẽ bác ra ăn được các bạn. Chuẩn bị rau để ăn ghém các bạn. Bát nước chấm. Bố không nóng à? Có thấy đi đi đi. Tay đùng tay. Tay đấy. Tay nóng như thế này, tay. Từ đen tay. Wow. Để nhất ống này 3,5 cân rồi, khoảng 5 cân rồi, 3,5 cân. Ơ cái vào không? Dạ. Không đi vào. Điên ăn cái gì? Chân này hơi bị ngon luôn. Chân hơi bị ngon luôn không? À có ít chân này nướng ăn thì thôi. Chưa to bằng chân gà nhé. Gắp thử miếng cá thử. Miếng gì? Anh ăn thử đi. Thử miếng cá đi, mày gắp thử đi thì. Có không? Ngon không? Đi Sài Gòn nhỉ? Đi Sài Gòn nhỉ? Kiểu này kiểu thế ở Sài Gòn. Cho cuốn gỏi kiểu. Mày thấy một cái này. Mày mới quay. Mỗi người cốc kia ấy. Mỗi người cốc. Chia đều á, sát đều á. Cốc đây, gì cũng biết đi. Đi. Thế là đều đúng không? Chia đi. Khoảng cho gần đây. Cái đầy đầy vẫn đủ thật. Cái này là không phải đi đâu rồi. Một cái đầy vẫn đủ thật. Đầy đấy. Còn mà duy nhưng mà đủ. Có mỗi âm bằng. Cả lu chân ngoái cả 7 triệu. Dây dọ vẫn ở loa hết rồi. Có mỗi dây đưa ra rồi thôi. Cái nổ hay trắng là dễ. Không, có dương dương thì có dây rồi, dây dương đấu ở bác là xong rồi. Có dây kiểu nó hai loại mà trong 150.000 đồng mét, chọn nào chọn. Đấy là thần thả, hai mặt, một mặt đi lại dưới lòng mặt phần dưới. Tầm trần á, tầm dưới, tầm trần á. Để em ô bé hơn, 50-50. Thần lấy vào thần thả. Mặt thạch cao hay là? Thạch cao. Thạch cao thì cao đây là thùng nước, trụ nước. Xem là không bao giờ xem rẻ rẻ bao tiền nhé. Nếu mình tự làm đấy thì chắc chỉ vào tầm 130 nơi thú làm được thú xung thường đơn giản thú được 2 ngày thì phải làm đấy không ấy là tầm rưỡi bây giờ tầm rưỡi nó vẫn là mốc là vẫn là hơn là cái thằng tốt giờ đẹp mà hết đi được mở rồi bên đấy gì có đi được có một nguyên đấy, quả có lùn đấy, quả bình đầu tiên nghe chúng qua để cái gì ví dụ gì đấy, táo nguyên thì ông sợ cá nghèo á, không đúng ngon, ngon. Táo ngâm cá thắng đã bảo là ngon nào ngon, không bây giờ với mình là có lại mình là nguyên cốt cuối cùng là em không pha nữa đảo để nguyên là no em uống ngon, ngon thắng ngon. Anh gom là gan ngại gom, gan qua gan em gom được. Bây giờ em đi gót thì đúng không nhỉ? Chè tí rồi.
Các em tầm sóc đi. Bận hôm nay tầm chối. Có thể gọi đâu mà bà ấy đi tầm chỗ. Chưa về. À, bây giờ toàn ăn mảnh có thể gọi đâu mà. Thay vì không ăn mảnh cũng ngủ à. Không, tao nửa đâu này. Nửa tốt rồi. Không nửa tốt. Đi về kẹp lấy cánh nó để ăn mở về bài đi. Bây giờ ăn đi ra xong rồi. Về chắc mình đúng cốt bao nhiêu đây quê đấy. Quê là quê mình á. Cốt nó nguyên ở đấy đổ thêm như nào đâu. Lắp ra ngoài đó làm gì. Đây mình lấy bẻ. Đấy 10 cân đấy. Độ nhỏ mấy. Mai đây là quê Hải Trắm. Các bạn hộ cho 54 rồi, năm ngoái 170 vẫn chưa lấy tiền. Năm nay 170 thì năm nay chưa biết. Có hai cái này nè. Nó bạn. Nhân viên. Nhân viên chạy nước nước. Mà tới đây gọi dưới anh lấy cho cái gạo nếp. Gạo nếp đúng tầm chín đi ngon. Chứ gạo nếp bình thường là không. Đợt trước kìa gạo nếp đi. Có nghĩa là lầm bơ. Ông bê về ông đỏ hôm nay giả cho chúng mình. Nhà mình không mà mình đâu kia. Anh kiểm dậy đi chơi với em. Nó lại tiếp tục. Bơ trang về nó rủ đi chơi. Tìm à. Không không đây 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 còn. Lâu lắm mà lại bỏ ra ngoài. Dạ. Ngon như này đây đây. Em yêu. Quay một khung xương này à. Thôi kết thúc video đây. Kết thúc rồi. Ba con bảo là xếp được một hình con chim. Ừ. Thịt con cá xếp rồi mình chim nhưng mà tao không bỏ bà truyền những nghề xếp cái ăn cái đầu con cá.